Thương Thương 22 tuổi, cười rất xinh nhé. Thương Thương thích nghệ thuật, thích du lịch, thích phim ngôn tình, thích phim hành động, thích cà phê, thích dọn dẹp nhà cửa. Thích dọn dẹp nhà cửa? Đúng, có những người làm như thế mà. Em thích dọn dẹp nhà cửa. Wow. Nể mấy người vậy. Chứng tỏ anh vừa làm đúng không? Bí mật. Bí mật mà, bí mật ai cũng biết mà. Trên đời có hai thứ không thể bỏ lỡ, một là em, hai cũng là em. Quẹo phải. Quẹo phải vì anh ấy không muốn bỏ lỡ em ấy. Vâng. It's a match.